anh nói là đất ở đây là bao nhiêu mét? 70 mét vuông. Khoảng 70 mét là bao nhiêu tiền? 1 tỷ 50 triệu. Gần tỷ mốt. Gần tỷ mốt mà anh chờ anh làm cái nhà là 20 cây lập tông mà đi cũng 80 tỷ. Anh làm văn phòng nhà đất đây lâu chưa? Lâu rồi, 10 năm. 10 năm rồi. Thế chắc rằng anh hiểu rõ về đất đai ở khu vực này lắm nhỉ? Đấy. Anh làm đây 10 năm, năm nay là từ năm 2003. Mười năm làm văn phòng nhà đất. Mấy năm rồi chứ, mà mở nó đây 10 năm, mấy thì mở cái kia. Cái kia hết đất rồi giờ. Thế anh có biết tòa nhà này nó bán bao tiền? Thì hắn bán căn nhỏ thì chỉ cần 38 cái mãi bữa thì anh bảo là cái này khoảng bao nhiêu người về mua rồi? Khoảng 20 mấy người. 20 mấy hộ mua rồi. Thế còn đâu nhưng mà mới xây xong. Nhưng mà có hai người ở thôi, còn đâu người họ mua ở với cả đi ít ở lấy số con người ở đây không có tiền. Dân mình ở đây không có tiền mua. Thế còn toàn bộ là nơi khác đến đây mua. Nhưng mà họ mua thì ví dụ một tháng họ đến một hai ngày họ nghỉ. Thế thôi đúng không? Để mua tiền dư để mua để đi du lịch chơi. Tiền dư cho nó đi mua vào gọi là du lịch chơi cho nó vui đúng không? Anh ở đây chắc là về đất đai anh thông thuộc hiểu lắm nhỉ? Nhưng mà theo như anh đi ra nhà đây bán được khoảng bao nhiêu thì sẽ có người mua? Thì vô đó mình cua mà đồ ở trong mà đẹp là mua mấy kỳ là ngái bên em hạ rồi đấy chứ. Như... bữa nay hạ như thế thì hạ phải đến 30% ấy nhỉ? Hạ được 200 triệu đó. Hạ được 200 triệu? 200 triệu, 300 triệu. Tức là hạ được 300 triệu so với cái giá năm ngoái? Mô năm T chứ năm ngói. Năm thì... T tức là năm kia đấy. Năm kia, ừ. năm ngói là cũng có xuống ít. Cụ thể là năm kia là 1 tỷ 2. Mô năm kia là... Anh nói cái giá thấp nhất đi. Thấp nhất là 1 tỷ 2 mà chừng bán 900 bây giờ bây năm kia là 1 tỷ 2 mà bây giờ bán 980 triệu. 938. À 938 triệu. Như vậy là nó giảm đi 30%. Coi như sau 1 năm giảm 30%. Thế thì những cái người ta mua trước rồi thì mua trước chịu thôi anh hầu thì nỗ to họ về ở nỗ to. Trước khi sai họ đặt cọc tiền trước nữa kìa. À. Mấy người đấy bây giờ bị run cầm cập đúng không? Đúng rồi, hầu nó là sốt đất đúng không? Xây là vì đến khởi công là làm nhà là phải 4 năm. Ừ. 4 năm mới xong. Ừ. Thì công trình nó kỳ tệ đó. Thế như anh nào ném tiền vào thời đấy là bây giờ là rồi, coi như là nỗ to. Lỗ. Mỗi một căn hộ này nỗ 300-400-500 triệu. Lỗ. Đúng không? Đất đây anh mua anh lỗ, có miếng anh lỗ 500 triệu. Thế một miếng đất này lỗ 500 triệu nữa cơ. Nó là đường lớn lỗ 500 triệu rồi. Úi giời. Hai lô mua 8 tỷ mà trừ bán 7 tỷ. Hai lô mua 8 tỷ mà bây giờ bán 7 tỷ. Bán được. Mà có bán được không? Cũng không bán được đúng không? Cứ hô cho nó sướng đúng không? Cứ hô 7 tỷ thôi đã có ai mua đâu đúng không? Đây là một sao? Cái gì đấy? À, vé số à? Ừ. Anh bạn cũng giống tôi đấy. Tôi cũng hoàn cảnh như anh bạn đấy. Mà tôi cũng lại đang đứng. Tôi còn không đi bán được vé số cơ. Đấy. Anh bạn nhà đâu? Có nhà cửa đàng hoàng hết chưa? Đang ở nhà như thế nào? Ở nhà. Ở nhờ nhà ông anh. Bạn nói đùa hay bạn nói thật đấy? Ừ? Tôi có thể đến thăm bạn được không? Tôi đi tôi thấy bạn như thế này là rất là khổ cực trong cái đó nhà cửa to rộng như kia. Bạn có thể lên kia xin thuê một cái có được không? Hử? Thế bây giờ bạn cứ hàng ngày đi bán vé số có đủ ăn không? À, thành phố là có... Chính quyền Đà Nẵng này họ có ủng hộ gì bạn không? Họ ủng hộ cái gì? Bạn có thể nói rõ cho tôi biết được không? Một tháng họ cho 201. Thế hàng ngày bạn cứ phải đi xe như thế này vào đi bán.
Mỗi ngày bán được bao nhiêu? 80 tờ bán. 80 tờ. Được bao nhiêu tiền? Được, nếu mà bán được 80 tờ thì cỡ 90. 90 ngàn. Có vợ có con gì chưa? Có. Hả? Có ba. Có ba đứa con cơ à? Thế này mà ba đứa con. Tớ cũng như bạn đấy. Dạ. Mà tớ mới có một con thôi. Dạ. Ừ. Bạn có thể nói rõ địa chỉ nhà được không? Ở đâu? Nói xem nào. Ở chỗ nào? Chợ Bà Kỷ đây này. Chợ Bà Kỷ số nhà? Con để số nhà không về ở nhờ nhà ông Anh. À, ở nhờ nhà ông Anh à? Thế thì ở đâu đến? Dạ. Thế thì bạn ở đâu đến? Con ở Thọ Quang đây này. Ở Thọ Quang. Hộ khẩu chính ở đâu? Nam. Hộ khẩu chính ở Quảng Nam. Thế mà bây giờ đi về nhà ông Anh ở, không nhà không cửa. Mỗi tháng họ cho 200.000 đi bán vé số để đủ nuôi ba đứa con. Hoàn cảnh của bạn thật là đáng thương. Tức là bạn đi làm thợ nề. Bạn nói rõ hơn thế nào? Tớ nghe làm chưa rõ. Trên thợ nề thợ xây á. Ừ. Bị rớt từ trên tầng 3 xuống cái giàn giáo bị gãy. Gãy xương sống. Bị gãy xương sống. Thế mà bây giờ coi như là cứ phải đi bán vé số thế này. Chứ làm đâu được đâu. Rất là cảm động bạn đấy. Bị mấy năm rồi? Dạ, năm rồi. Hơn ước mơ cho con học thôi. Anh có cái cào không? Không có cào. Bán cái cào giữ được, đi xuống cũng được á. Không quản được. Này em. Hơn ước mơ cho con học thôi. Anh có cái cào không? À, họ lại cho xe, họ gọi các ông trời à? À, họ cho vì họ có điện về nhà. À. Anh ấy là do năm nay 27 tháng 7 là đã cho. À. Cháu cũng bị nhông nhưng mà đi lại vất vả lắm. À, yếu lắm. Thế nên yếu đâu. Thế các ông có nương nậu gì không? Không. Thế làm sao mà bị này mà không có nương? Nó bị hầu năm 7 70 mà. À, bị năm 70 mà không có nương đậu gì cả. À, giải phóng về. Bị giải phóng về, không có nương đậu. Vâng. Thế bây giờ có vất vả không? Nhà cửa con cái thế nào? Vất vả lắm. Vất vả lắm rồi. Ừ. Không nương đậu gì. À, ở đây vậy? Vâng, ông đi. Ông đi. Vâng.